Chào các em, chào mừng các em đến với lời giải hay.com. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau hoàn thành các bài tập trong phần Skills 2 trang số 55 Unit 11 Traveling in the Future trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới tập 2. Trước hết chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành phần nhiệm vụ số 1. Nhiệm vụ số 1 của chúng ta trong phần Listening như sau. Look at the picture, có nghĩa là chúng ta sẽ nhìn vào hình. Which do you think are the correct options below? Những ý kiến bên dưới nào mà em nghĩ là đúng? Ở đây chúng ta có các ý kiến. Ý kiến đầu tiên của chúng ta là this vehicle cannot fly, có nghĩa là phương tiện này có thể hay không thể bay. Ý kiến số 2 của chúng ta đó là it needs doesn't need a driver, có nghĩa là nó cần hay là không cần người lái. Ý kiến số 3 của chúng ta là learning to drive this vehicle is easy or not easy, có nghĩa là học cách để lái phương tiện này thì là dễ hay là không dễ. Số 4, chúng ta có ý kiến we can cannot buy them today, chúng ta có thể hay là không thể mua chúng hôm nay. Và số 5, ý kiến đó là it is or isn't very fast, có nghĩa là nó đi nhanh hay là nó đi không nhanh. Ở đây chúng ta sẽ đoán các phương án về phương tiện này như sau. Đầu tiên thì phương tiện này có thể bay được, this vehicle can fly. Thứ hai là it doesn't need a driver, nó không cần người lái. Thứ ba đó là learning to drive this vehicle is easy, học cách lái phương tiện này thì dễ. Thứ tư đó là we can't buy them today, chúng ta không thể mua chúng hôm nay. Và số 5, it's very fast, nó rất là nhanh. Như vậy chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong phần nhiệm vụ số 1. Chúng ta sẽ chuyển sang phần nhiệm vụ số 2. Nhiệm vụ số 2 của chúng ta như sau. Now listen and check your answer. Chúng ta sẽ nghe và kiểm tra câu trả lời của em. Unit 11, page 55, skills 2, activity 2. Now listen and check your answers. I'm here at Noi Bai Airport to tell you about this amazing flying car. It just landed here at the airport 15 minutes ago. So this vehicle is called TFX. It was designed in 2013, but it will take a couple of years before you can own yours. It's a kind of driverless car and aeroplane. It has many benefits. With its automated system, the car can avoid traffic. It drives at 300 kilometers per hour. Impressive, isn't it? It has four seats, so your family or friends can join the ride. The coolest thing is learning to drive a TFX is simple. You'll be able to do it just after a few hours. Như vậy cô và các em đã cùng nhau lắng nghe xong đoạn audio và cô sẽ dịch sơ qua nội dung đoạn audio để các em có thể nắm được. Tôi ở đây tại sân bay Nội Bài để cho bạn biết về chiếc xe bay tuyệt vời này. Nó vừa hạ cánh tại sân bay cách đây 15 phút. Chiếc xe này được gọi là TFX. Nó được thiết kế vào năm 2013 nhưng sẽ mất một vài năm trước khi bạn có thể sở hữu nó. Đây là một loại xe máy bay không người lái. Nó có nhiều lợi ích. Với hệ thống tự động của nó, chiếc xe có thể tránh giao thông, nó có tốc độ 300 km/h. Thật ấn tượng phải không? Nó có 4 chỗ ngồi. Vì vậy gia đình hoặc bạn bè bạn có thể tham gia chuyến đi. Điều thú vị nhất là học cách lái một chiếc xe TFX rất là đơn giản. Bạn có thể làm điều đó chỉ sau vài giờ. Như vậy chúng ta đã cùng nhau nghe và hiểu nội dung bài đọc. Chúng ta sẽ check lại những phần câu trả lời của chúng ta trong nhiệm vụ số 1. Đối với câu trả lời đầu tiên, this vehicle can fly, nói về khả năng bay của chiếc xe này, thì chúng ta thấy thông tin đề cập đến trong bài đó là một dạng xe và máy bay không người lái. It's a kind of driverless car and airplane, tức là nó là một loại dạng máy bay không người lái nên phương tiện này có thể bay được. Câu trả lời cho câu số 1 của chúng ta là can, this vehicle can fly, tức là phương tiện này có thể bay được. Đối với câu số 2,
về việc nó có cần hay cần người lái hay không, thì chúng ta thấy thông tin đề cập đến trong bài đó là driverless car and airplane, nó là một chiếc máy bay và ô tô không người lái. Cho nên ở câu số 2 của chúng ta, phương án của chúng ta là it doesn't need a driver, nó không cần người lái. Đối với câu số 3, learning to drive this vehicle is easy or not easy, đó là về việc học cách điều khiển chiếc xe này, thì chúng ta đối với thông tin trong đoạn audio chúng ta có the coolest things in learning to drive a TFSI is simple, có nghĩa là điều tuyệt vời nhất là việc điều thú vị nhất là học cách lái một chiếc TFSI rất là đơn giản. You'll be able to do this just after a few hours, bạn có thể làm điều đó chỉ trong một vài giờ. Như vậy, cách lái một chiếc xe này rất đơn giản, nên việc học lái xe chúng ta sẽ chọn easy. Learning to drive this vehicle is easy, có nghĩa là việc học cách lái phương tiện này là đơn giản. Đối với thông tin ở câu số 4, chúng ta không thể mua nó vào ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ tìm đến thông tin ở trong bài đọc. Thông tin trong bài đọc đó là it was designed in 2013, but it will take a couple of years before you can own yours. Có nghĩa là nó được thiết kế vào năm 2013, nhưng sẽ mất một vài năm trước khi bạn có thể sở hữu. Như vậy, chiếc xe này chưa được lưu hành ở trong thị trường. Chúng ta sẽ chọn phương án we can't buy them today, có nghĩa là chúng ta không thể mua nó vào hôm nay. Và đối với câu số 5, it's very fast, nó chạy rất là nhanh, thì thông tin trong bài đưa ra chúng ta có thể thấy it drives at 300 km per hour, impressive, có nghĩa là nó có thể đi với tốc độ 300 km một giờ, rất là ấn tượng phải không? Như vậy với 300 km một giờ thì chúng ta thấy phương tiện này rất là nhanh. It's very fast. Thông tin của chúng ta chọn đó là it's very fast. Nó rất là nhanh. Như vậy cô và Ken đã cùng nhau hoàn thành xong phần nhiệm vụ số 2. Chúng ta sẽ chuyển sang nhiệm vụ số 3. Nhiệm vụ số 3 của chúng ta như sau. Listen again and answer the following questions. Chúng ta sẽ nghe lại và trả lời các câu hỏi dưới đây. Câu hỏi số 1, what is the name of the vehicle? Có nghĩa là tên của phương tiện là gì? Chúng ta sẽ chú ý nghe các từ khóa để cập đến tên phương tiện. Đối với câu số 2, how fast can it travel? Nó có thể chạy nhanh bao nhiêu? Thì chúng ta có thể chú ý vào các từ khóa có các con số để cập đến tốc độ trên giờ, kilometer per hour. Và câu số 3, in which year was it designed? Nó được thiết kế vào năm nào? Thì chúng ta sẽ nghe những câu có từ khóa có năm. Bây giờ cô và Ken sẽ cùng nhau lắng nghe lại đoạn audio nhé. Activity 3. Listen again and answer the following questions. I'm here at Noi Bai Airport to tell you about this amazing flying car. It just landed here at the airport 15 minutes ago. So this vehicle is called TFX. It was designed in 2013, but it will take a couple of years before you can own yours. It's a kind of driverless car and aeroplane. It has many benefits. With its automated system, the car can avoid traffic. It drives at 300 kilometers per hour. Impressive, isn't it? It has four seats, so your family or friends can join the ride. The coolest thing is learning to drive a TFX is simple. You'll be able to do it just after a few hours. Như vậy cô và Ken đã cùng nhau lắng nghe xong đoạn audio và chúng ta sẽ cùng nhau trả lời các câu hỏi nhé. Đối với câu hỏi số 1, what is the name of the vehicle? Đó là tên của phương tiện là gì? Thì chúng ta có thể thấy trong đoạn audio đã đề cập đến tên của phương tiện là TFX. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi số 1 như sau. The vehicle is called TFX.
Câu trả lời hoàn chỉnh của chúng ta đó là The vehicle is called TFX, có nghĩa là tên của phương tiện là TFX. Đối với câu số 2, câu hỏi số 2 của chúng ta như sau: How fast can it travel? Nó có thể chạy nhanh như thế nào? Thì chúng ta có thể thấy thông tin ở trong đoạn về tốc độ của nó đó là It drives at 300 km per hour, impressive, isn't it? Có nghĩa là nó có tốc độ 300 km một giờ, ấn tượng phải không? Như vậy, tốc độ của phương tiện này đó là 300 km một giờ. Chúng ta có thể trả lời câu số 2 như sau: It can travel at 300 km per hour. It can travel at 300 km per hour. Có nghĩa là nó có thể chạy ở 300 km một giờ. Và đối với câu hỏi số 3, câu hỏi số 3 của chúng ta đó là In which year was it designed? Nó được thiết kế vào năm nào? Thì chúng ta có thể nghe thấy thông tin về năm ở trong bài đó là It was designed in 2013. Có nghĩa là nó được thiết kế vào 2013. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi như sau: It was designed in 2013. Câu trả lời của chúng ta đó là It was designed in 2013. Nó được thiết kế vào năm 2013. Cô và các em sẽ cùng nhau chuyển sang phần nhiệm vụ số 4 sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ số 3 nhé. Nhiệm vụ số 4 của chúng ta như sau: Take the benefits of this vehicle that I mentioned in the recording. Có nghĩa là chúng ta sẽ chọn những lợi ích của phương tiện được đề cập đến trong bài nghe. Số 1 đó là It can avoid traffic, có nghĩa là nó có thể tránh giao thông. Thì đối với thông tin số 1 này, chúng ta sẽ xem lại thông tin ở trong bài nghe. Ở trong bài nghe có một phần đó là With its automated system, the car can avoid traffic. Có nghĩa là với hệ thống tự động của nó thì chiếc xe này có thể tránh giao thông. Cho nên chúng ta thấy thông tin đưa ra trong câu số 1 là một thông tin đúng. Chúng ta sẽ tích vào đây là một lợi ích của phương tiện. Thông tin số 2, It can avoid bad weather, nó có thể tránh thời tiết xấu. Thì chúng ta cùng xem lại một lượt trong nội dung của bài, không hề đề cập đến thông tin nó có thể tránh thời tiết xấu. Cho nên đối với thông tin trong câu số 2, It can avoid bad weather, chúng ta không thể đề cập đến trong bài nên chúng ta không thể đánh dấu tích. Đối với câu số 3, It travels fast, nó đi nhanh. Thì câu số 3 của chúng ta thấy ở trong bài có đề cập đến tốc độ của chiếc xe. It drives at 300 km per hour. Impressive, isn't it? Có nghĩa là nó có thể đi ở tốc độ 300 km/h, rất ấn tượng phải không? Như vậy, chúng ta thấy chiếc xe này có thể di chuyển ở tốc độ rất nhanh. Nên đây là một lợi ích của chiếc xe, chúng ta sẽ tích vào thông tin số 3. Đối với thông tin ở câu số 4, You can invite three of your relatives or friends to travel with you in this vehicle at the same time. Có nghĩa là bạn có thể mời ba người thân hoặc bạn bè đi cùng bạn trong xe đó cùng một lúc. Thì chúng ta xem thông tin ở trong bài về sức chứa của xe. Đó là It has four seats so your family or friend can join the ride. Có nghĩa là nó có bốn chỗ ngồi nên là gia đình hoặc bạn bè của bạn có thể cùng đi với nhau. Như vậy, nó có 4 chỗ ngồi cho nên ngoài chỗ ngồi của chúng ta thì chúng ta có thể mời thêm 3 người họ hàng hoặc là bạn bè để đi cùng chúng ta trên phương tiện này. Do chiếc xe có sức chứa là 4 người. Cho nên câu số 4 đó là một lợi ích của chiếc xe đã được đề cập đến trong bài. Chúng ta sẽ đánh dấu tích vào thông tin ở câu số 4. Đối với câu số 5, Learning to drive it is simple. Học cách lái xe thì đơn giản. Thì chúng ta thấy trong audio có đề cập đến là The coolest thing is learning how to drive a TFX is simple. You'll be able to do this just after a few hours. Điều thú vị nhất là học cách lái một chiếc TFX rất đơn giản, bạn có thể làm điều đó chỉ sau vài giờ. Cho nên việc lái xe này là đơn giản và đây là một lợi ích của chiếc xe. Chúng ta sẽ tích vào thông tin ở câu số 5. Như vậy, đối với 5 lợi ích được đưa ra trong phần nhiệm vụ số 4 thì chúng ta có 4 lợi ích của chiếc xe được đề cập đến trong bài. Đó là 1, 3, 4 và 5. Sau khi hoàn thành xong phần nhiệm vụ số 4, cô và các em sẽ cùng nhau chuyển sang phần nhiệm vụ số 5 nhé. Nhiệm vụ số 5 của chúng ta như sau. Thuộc phần writing trong nhiệm vụ số 5, chúng ta có nhiệm vụ Write a short paragraph about a future means of transport in this unit. Có nghĩa là chúng ta sẽ viết một đoạn văn ngắn về phương tiện giao thông trong tương lai của bài học này. Include both facts and opinions about the vehicle. Chúng ta sẽ bao gồm cả những sự việc và những
ý kiến về phương tiện. Thứ nhất, chúng ta có name of transport tên phương tiện. How it looks, nó trông như thế nào? How it functions, chức năng của nó như thế nào? Và what do you think about it, bạn nghĩ gì về nó? Thì đầu tiên chúng ta về tên phương tiện, chúng ta có thể nghĩ đến một chiếc máy bay năng lượng mặt trời, solar energy plane. Và về việc nó trông như thế nào thì chúng ta thấy nó có thể trông như máy bay thông thường, nhưng nó sẽ có những tấm pin năng lượng mặt trời trên cánh. Và với những cái chức năng thì chúng ta thấy máy bay năng lượng mặt trời thì có thể nhận ánh mặt trời và tạo ra nguồn điện cho máy bay. Và đối với suy nghĩ của chúng ta về nó thì nó có lẽ có là một phát minh lớn giúp tạo ra năng lượng và bảo vệ môi trường. Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành phần nhiệm vụ số 5 nhé. Trước hết chúng ta sẽ đưa ra thông tin về tên phương tiện, đó là một chiếc máy bay sử dụng năng lượng mặt trời. It is a solar power plane. Tiếp theo chúng ta sẽ đưa ra thông tin về nó trông như thế nào. Nó trông giống máy bay bình thường nhưng nó có những tấm pin năng lượng mặt trời ở trên cánh. It looks like normal plane. But it has the solar panels. On the wings. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói đến chức năng của nó. Đó là tấm pin năng lượng mặt trời sẽ nhận ánh nắng mặt trời và tạo ra nguồn điện cho máy bay. The panel will catch the sunrays and create the electricity for the plane. Tiếp theo chúng ta sẽ đưa ra thông tin về ý kiến của chúng ta về phương tiện này, thì đó là một phát minh lớn giúp tạo ra năng lượng và bảo vệ môi trường. It may be a great invention helping to create the energy and protect the environment. Câu trả lời hoàn chỉnh cho nhiệm vụ số 5 của chúng ta sẽ là như sau. Is it a solar power plane? It looks like normal plane, but it has a solar panel on the wings. The panel will catch the sunlight and create the electricity for the plane. It may be a great invention, helping to create the energy and protect the environment. Có nghĩa là đó là máy bay năng lượng mặt trời, nó trông như máy bay thông thường nhưng nó có tấm pin mặt trời trên cánh. Tấm pin sẽ nhận ánh nắng mặt trời để tạo ra nguồn điện cho máy bay. Nó có lẽ là một phát minh lớn giúp tạo ra năng lượng và bảo vệ môi trường. Như vậy cô và Ken đã cùng nhau hoàn thành xong phần nhiệm vụ số 5. Chúng ta sẽ chuyển tiếp sang nhiệm vụ số 6. Nhiệm vụ số 6 của chúng ta như sau. Swap the writing with the friend. Có nghĩa là chúng ta sẽ trao đổi phần viết của chúng ta với các bạn. Five weak sentences are facts, weak one are opinions. Chúng ta có thể tìm xem câu nào là sự thật và câu nào là ý kiến. Do you agree or disagree with your friend's opinions? Em đồng ý hay là không đồng ý với ý kiến của bạn em? Thì chúng ta thấy đối với bài trình bày của chúng ta, các câu là sự thật, đó là chiếc máy bay trông như máy bay thông thường nhưng nó có tấm pin năng lượng mặt trời trên cánh. Đây là một sự thật, một fact.
Cái mà chúng ta có thể quan sát ở trên thực tế. Thông tin thứ hai là sự thật fact, đó là the panels will catch the sunshine and create this electricity for the plane. Có nghĩa là cái tấm pin thì sẽ đón ánh nắng mặt trời và tạo ra năng lượng cho cái máy bay. Như vậy thì đây cũng là một thông tin fact, là sự thật. Tại vì thông tin này nói về nguyên lý hoạt động của chiếc máy bay, thông tin này là có thể chứng minh và có thể quan sát được trong thực tế. Đối với ý kiến của chúng ta, opinion, đó là ý kiến cuối cùng. It may be a great invention helping to create the energy and protect the environment. Đây là ý kiến riêng của chúng ta. Nó có thể là một phát minh lớn để giúp tạo ra năng lượng và bảo vệ môi trường. Đây là một ý kiến cá nhân, ý kiến cảm nhận của chúng ta về chiếc máy bay. Nên đây là opinion. Như vậy, cô và Kim đã cùng nhau hoàn thành các bài tập trong phần Skills 2, trang số 55, Unit 11, Traveling in the Future, trong sách học khoa tiếng Anh lớp 7 mới tập 2. Kim hãy theo dõi lời giải hay.com để xem chi tiết bài giảng nhé. Chúc Kim học tốt và hẹn gặp lại Kim trong những video tiếp theo. Xin chào!